ai. Nhưng đường đời này quá khó và chẳng thể khóc la, vì mình giờ đã lớn rồi. Ngước ánh mắt lên và chờ mong về phía trước, ánh sáng sẽ giúp ta tìm được ra lối về. Và ai cũng là người xấu, và tại sao lại giấu ngầu? Không ai chưa tự giác, và tại sao lại đánh giá nhau? Nhìn vào bầu trời đầy sao, ai nắm đôi tay mình đây? Nhìn vào màu áo thôi, sương khói bao quanh nơi đây. Giờ ánh mắt của em đã lạc vào bờ vai ta, tiếng hát của em tự như bầu trời xa hoa. Có tiếng trong, có tiếng chiền, anh bước đến bên anh chẳng ngã xuống chừng núi bơ vơ lạc vào. Có tiếng ai đằng đó tiếng khóc ca cùng cao, chưa sẽ thấy điều gì mới. Có tiếng mang niềm vui tới, sao lại mang tôi vào trận chiến nẻ trời? Biết là những thứ dâu sâu bên trong con tim đã phải màu, chẳng thể dâu thêm nữa đâu, vì tôi giờ đã không còn đâu. Ai cũng chọn làm người tốt, vậy thì ai là người xấu đây? Ai cũng chọn làm việc dễ, còn việc có thì để cho con bò ấy. Nếu như thế là sai, vì ta không biết trước ngày mai. Nhưng chẳng thể nói gì thêm, vì cuộc đời này là mình từng nếm rồi. Giờ sống và chết đi nó như là một quy luật không thể thoát khỏi, vì đó là một sự thật. Sống và chết đi nó như là một quy luật mày không thể thoát, bởi vì đó là sự thật. Hạt gạo ở trong thế chiến tao xem vào quý nó hơn cả vàng. Bây giờ mày đem đổ đống từng ngày từng tháng cao lên thành hàng, cũng chẳng thể trách ai, chỉ biết tự trách, vì tao bây giờ đã chỉ còn là một câu chuyện hết sức là bi hài. Giờ ai cũng là người xấu, và tại sao lại giấu nhau? Không ai chịu tự giác, và tại sao lại đánh giá nhau? Nhìn vào bầu trời đầy sao, ai nắm đôi tay mình đây? Nhìn vào màu áo thôi, sương khói bao quanh nơi đây. Giờ ánh mắt của em đã lạc vào bờ vai ta, tiếng hát của em tự như bầu trời xa hoa. Có tiếng trong, có tiếng chuyện, anh bước đến bên anh chẳng ngã xuống chừng núi bơ vơ lạc vào. Có tiếng ai đằng đó tiếng khóc la cùng cao, chẳng thể thấy điều gì mới. Có tiếng mang niềm vui tới, sẽ làm mang tôi vào trận chiến này hả trời? Nếu biết trước là thế thân thì tao đã không tự lao vào. Nếu biết trước là khó khăn thì tao đã không tự gieo vào. Nếu ai cũng mong muốn là mình được ấm êm, ai cũng sung túc, vậy thì ai chịu ngồi ở tàn? Nói như thế là chuẩn chứ không có sai, vì giờ tao thấy được cả tương lai. Nếu chúng